Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ làm hoa hồng bằng giấy nha mọi người.
Ngon. Ngon.
đứng nhìn làm gì đó không? Có ai quý không? Cái ai quỷ hồng mà ra đứng vậy? Hử? Ai? Mấy người kia? Thôi tự nhiên nãy ai nó cũng buồn nè. Nhà con đỡ tắm. Con cũng buồn. Rồi. Đó. Này rồi.
chơi nào? Xe cổ đi đâu mà đi chơi? Cái của bao đi, bao bị nhựa đây. Nhắn nhắn chứ. Kêu hai vậy. Hai anh em làm chuyện đó đi. Chưa còn hẹp rồi mà giờ bộ sách không muốn dán nhãn hay không muốn bao hay yêu hai rồi.
Sao giờ đứa mày thấy xúc miệng này? Đi ngay vậy? Chị lau vớ cho con. Cái đó phải ào sáng rồi đứa kiếm rồi đó, đó kêu anh dạy thêm bao búa cho con. Kêu to cho nó ngủ to, kêu dậy kêu mạnh thôi. Đi dạy bé búa cho em không? Cái gì mà xuống luôn nhá không? Mà nói nữa em đòn hả? Chứ mai mốt này đi học rồi mày giờ mày bao giới chứ còn biếu ai tạo cho chừng nào nữa mình đang ngâm nói.
đúng rồi. Anh phải dán nhãn cái đây nè. Mua dán nè. Cái đó phải quen rồi. Cái quen mới bao á. Dạ, dạ điểm bao thì nhanh. Là anh hai bao á. Ừ. Đó, hai bao mà anh hai còn không nhớ. Dạ sao ạ? Giờ lại bơm rồi ạ. Thay cho cô bà sắt miếng ngõ. Bà sắt chỗ nào? Sắt miếng ngõ dưới ruộng đó. Mưa mày ở đâu? Mưa đâu? Nghe là đợt rồi. Thank you.
Cha là nó đẩy chi rùa mà nó không đẩy. Học sau này làm chế tạo ra một cái gì đó sáng tạo ra. Và đầu tư của mình nữa, thương hiệu của mình nữa, nó danh được thương nhân thành thương nhân. Đi ra làm ruộng thấy cố tóc mồ hôi ở cái ruộng nha. Bữa nay đi làm ruộng nha. Không. Sao thích? Đó là những cái chuyện mà mình chỉ là không có đem lại để nguồn lợi cho mình một cái góc cạnh nào đó đâu. Khổ. Để lao động một chiếc ốc rồi nó sướng hơn. Bản thân mình đi làm ruộng nắng mưa dãi dầu tốt hơn, lợi ích được gì đâu.
con. Khoa học, địa lịch sử. Quần sạc cái máy ra. Chạy không? Có khi giờ thấy máy đang nhắn nhó. Nhắn có mùi máy cắn. Sức để lo cho con hàng đó. Quả này vui với nhau. Vui với nhau mà kém với nhau.